Rồi, lại mùa mùa đông nữa trôi qua và chúng ta vẫn phải ngồi đây. Mình không hiểu sao. Thực ra là mình có thể ra ngoài mà kiếm người yêu đây chứ mà... mình lười vãi mà mình... không biết anh em rơi với cái tình huống mà thực ra là em phải đâu đến nó không phải nỗi là xấu không? Nhưng mà rất là nhân gái. Xong rồi ui chỉ được cái là bạn anh hùng bàn phím thôi, là cứ ra mình thấy mình gặp mấy cô rồi cứ nói chuyện trên gọi là điện thoại Zalo mà Messenger thì nói dựng lên lên mây lên hoa lắm, nhưng mà chỉ cần rủ người ta đi chơi thôi, đi làm cốc nước trà đá các thứ mình không thể mình nói gì. Ông quát được phát khẩu súng biết sao ấy, tao còn chưa 96 kìa. Mình không nói được một cái lời nào luôn, mình nghĩ là anh em có tìm bí kíp nào hay là... mình đông thế! Ôi, hôm nay thì trước khi đến gọi là đến thời gian mà đi... thực ra là tối nay mình cũng chỉ gọi là ra ngoài đường để cho gọi là... có không khí Noel thôi, chứ mình có mình nghéo méo đâu nên là... tạm thời thì đeo lòng quả kính râm anh ạ, để không nhìn cái thiên hạ xung quanh. Mọi thứ là phù du, truy kích là số 1. Nghe nó buồn. Anh em có nào có cái bí kíp gì đó mà phải cách thằng gái không? Tại sao mình cứ nhát chứ? Sau đó mình cứ thế là nó... đến với mẹ mình cứ bảo mình... này mày có gay không? Nghe nó chán không như vậy? Gay Chidori Spec. Hôm nay mình sẽ làm những cái súng mà... phải nói là nó rất là mạnh. Tuy... không đợi anh em chú ý lắm. Có thể gọi là bị lãng quên đi. Cái này mình tưởng bắn một phát chết cả mà. Có 80 máu à? Ui, ui dồi ôi. Phải 2 viên đấy các bạn, nhưng mà cái nó bắn nhanh. Mày động sai người rồi. Nên là không biết tối nay là C giờ sinh anh em sẽ làm gì. Mình... có ông thì sẽ gọi là đi với ghẹ, đi với gấu. Có ông thì ngồi nhà xem những bộ phim hành động của Nhật Bản. Có như ông thì... như mình đấy. Có thể là ngồi chơi truy kích chẳng hạn. Đó. Ê, nghĩ thật chả đấy. Mình chỉ sợ nhất là khi mà đi ấy, đi chơi thôi, xong rồi đến kiểu như chỗ mình có cái nhà thờ ấy ạ, mà không may mà gặp gia đình mình ở đấy à. Thôi rồi. Này người yêu mày đâu? Người yêu mày đâu? Đứa con này là con nào? Ui rồi ôi, nó căng thẳng lắm em. Ok, xong rồi. Xong rồi, mình tưởng con đấy nó mạnh lắm cơ. MP5 David. Loại này mình cứ cảm giác nó nhìn như kiểu bị thừa thịt ấy. Nó lắp linh tinh vào, mình cảm giác cái khẩu súng thừa thãi không chịu. Nhưng mà được cái bắn hơi bị ghê đấy anh em. Úi giời. Ui, nếu anh em nào mà đêm nay Giáng sinh chúng ta làm bạn với máy tính, làm bạn với tay phải thì like xe nhá. Ừ. Để anh em có tinh thần sống sót qua nốt cái mùa đông này. Úi giời. Cái này khẩu này bác đặt đôi anh em đừng đùa. Xịn đấy. Đây thì lãng quên. À, Despacito. Quả này thực ra nó chả phải lãng quên là mình cầm vào cho nó đẹp vậy thôi. Tất cả là còn mấy giờ nữa, khẩu này thì hiếm lắm. Mà có méo đâu mà để mà quên đâu. Quả này là nâng cấp của súng hải tặc. Được phết, một viên này. Mình sẽ cố gắng đôi top. Chẳng lẽ đã không có gấu đi chơi Giáng sinh thì không đua được cái top nữa thì nhục lắm em ạ. Ơ đây. Ơ thế đây. Ui, cất chiến nó luôn rồi. Mình vừa nãy mình nhìn cái thoáng thoáng nó có phải không, nhưng mà nó đến gọi là trước mặt mình, lên tận gọi là mồm mình rồi thì mình mới để ý. Ok, quả này thì mình không hiểu sao trong cái nick của em này nó có phải đến gọi là 20 khẩu súng cả súng này. Ui, nó chết luôn kìa. Ơ, cái này mình tưởng nó hóa thành gà trước ấy nhỉ. Súng quái khách biến hình súng gà. Ui đây chết luôn đây. Đây xem nó đây con gà này. Ui, 11 kill. Ai chà mạnh nha. Ui, quả này nó phải... cái sát thương nó bị ảo à. Ai... mày làm gì tao? Giết. Ui, 14 kill. Ui, quả đầu game này hơi kiểu phế. Quả đầu game bây giờ còn là lỗi ngược dòng em ạ. Làm phát 14 kill bây giờ. Ui, lên được top luôn này. Game mà dễ. Đây thì khác biệt ngay. Cứ có người yêu làm cái gì khổ lắm anh em ạ. Đấy không? Đấy, chơi bây giờ anh em bây giờ người yêu nhá, xong bao nhiêu cái phải suy nghĩ là nào, được tiền ăn, tiền uống này, xong rồi tiền phải cái gì anh em phải trả tiền chứ. Mẹ bây giờ chẳng em phải bắt con gái nó trả tiền thì nó cũng chỉ trả một phần nào chứ. Kể cả tiền nhà nghỉ. Thế tiền mẹ hầu theo các thứ là anh em phải chủ động. Chẳng hết là
À hay em mình góp vốn đi nha nghỉ. Nghe nó chán không? Thôi đùa mình chém gió vậy chứ thực ra người ta yêu trong sáng em là chỉ trong tối mà. Chứ ai như mình ngồi nhà chăm xăm gió vậy thật là đây nhé. Ba bảy mà kìa mình vẫn top kìa, mình cũng méo hiểu sao mình top được ấy. Cổ súng này, cổ combo này nó ảo quá. À, ôi, ok cái cờ lê. Cái này mình nhớ mình chơi đúng một lần duy nhất xong mình chạy bỏ luôn đấy. Đây là lần thứ hai mình cầm lại. Úi giời ơi, này định chém tao. Có đây, để tốt đấy, tốt. Qua đây thì cận chiến ổn, cứ một phát chết. Và cái tình trạng này thì mẹ cứ ông nào ở đâu, cứ má nào mà hỏi người yêu anh đâu thì cứ cho này vào đầu. Cục vãi, mà chỉ thôi. Vậy em nhấn like đăng ký kênh của mình nha. Đăng mạnh lên anh em, giờ đấy anh em like ít thế. Ôi ơi. Ui dồi ôi, ok. Thế mà vẫn top anh ạ. Vậy, cảm ơn anh em đừng quên like và đăng ký kênh của mình. Và chúc em có một ngày Giáng sinh thật là vui vẻ bên máy tính. Bye chứ.